Vậy cái rất chú nước bà con luôn nha. Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nhé. Giờ này cũng mát mát à, mấy anh em chuẩn bị đi mò cúm nha bạn. Chưa ăn cơm nước ở đây cũng nghỉ ngơi tí xíu rồi. Giờ đi lặn mấy cái sàn nhà nữa bạn, sàn nhà mấy cột nè. Mới phát hiện chiến trước mấy anh em bắt cúm về ăn ngon quá. Chiến này tranh thủ đi bắt nhiều ha. Mày đem về nữa chứ. Đem về lần qua. Đây, mấy anh em tới cái sàn nhà này. Xuống đây mò cúm nha các bạn. Không. Tưởng đâu con cúm con ghẹ rồi ăn cúm luôn. Cúm con. Cúm bự nè. Cá chạy về cho chồng. Nước rồng mà sống á. Rồi. Này ăn tạm thôi chứ không ngon nha. Nó bự bự đây nữa, con bự nè. Đã luôn. Cúm dập nè. Tới cúm luôn nè. Cúm già. Cúm già, cúm già. Cúm già. Phát hiện cái vụ cúm ở đây quá xá rồi mọi. Cái này nằm bắt này chứ không phải là loại nha. Cúm mà ký 40-50 hết đâu, cúm bự nha. Bắt luôn, lẹm lẹm, bắt bán nha. Đó là bắt à. Đây con nè. Đây nữa nè. Đây nữa nè, thôi chắc cái sàn này là đủ rồi đó. Mồi dẻo cái sàn này chứ sức. Chứ này không được bự, mấy chuyến trước mình bắt cúm bự bự luôn. Rồi giờ nó luyện sao mà nó bò đây đấy chứ nhỉ. Ờ đây con nè. Thông luyện đó gì. Dạ. Kẹt nè. Kẹt nè. Kẹt, kẹt lắm luôn. Chút dưới là giật bớt. Hả? Trời ơi, quăng vô cái ấy xình không luôn rồi. Có thời ra cái không thiệt. Quăng vô cặp sạc không luôn. Nè, làm cái vỏ trên đây nè. Cái này nè, cái cá sao. Rồi. Cái đó được rồi, nó mang cái lú. Hai con. Ba con luôn nha. Ba con. Chui trong cây vô cây một chui giống. Dạ. Nở nở một kéo ra chứ. Nè. Anh chui vô trong cây trước hả? Cây một lũ lỗ. Có hàng bự, có hàng bự. Cúng già rồi. Cúng cỡ này rồi nè. Cái này bạn ký cuối năm được nè. Ông ơi. Ôi. Sao nó bự không? Thì anh biết con bự rồi đó, anh mới hỏi vậy nè. Anh cờ anh á. Anh cỡ con không à? Hả? Cỡ con không không? Cỡ đó, nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Không bự lắm. Đây đây. Nhỏ hơn con không. Con này là chất lượng nè. Cá.
mới chạy qua trời mới nha các bạn. Trời mới lụm hào à. Đóng vô cây đá. Thì hào đó là hào mình ăn đó. Hào mình mua đó. Con cà bá. Cá nè. Ôi ngon đúng rồi, hai cái hôm này là tới chuyện à. Không bữa nay ăn con nhau trâu. Nhau trâu. Bởi cái nền nào phải nhau trâu là có nó à. Đụng anh con co lại mà dưới nước anh lẹ rồi trời. Nhiều lắm rồi. Chứ ngoài 2 kg ha. Ừ. 2 kg khỏe. Ký 50 ngàn hả? À, con bự không ơi. Con cỡ này nè. Ừ. Cỡ này nữa nè. Cái này tính 50 rồi nè. Còn cái con nhỏ này mò cúm nãy giờ dư ăn rồi. Nãy giờ gần 2 kg cúm rồi. Anh em thả dài dài ra ngoài này đụng cái hang cá ngát các bạn. Rồi ra cái về nhau châu nè. Quá trời về nhau châu rồi. Nó nổi cái nguyên cái rò lên luôn các bạn. Nổi rò luôn. Nổi rò lên nhau châu lên tới trên luôn. Chỗ đó 2-3 hang luôn đó. Ở đây đụng cái hang cá ngát các bạn. Mấy anh em thục thử coi có cá không. Về đi. Đấy, mênh mông vậy mà tự nhiên có cái về giao châu nó nổi lên, nó muốn lú lên trên mặt luôn ha. Hàng bóng lắm đó. Có cá. Ơi thằng chỗ lên đó. Thằng chỗ giờ anh đó. Thằng này dưới nè. Cái này ăn đi lên đó. Mới đụng cá cái gì là đụng cá của gạn đó. Ôi hót rồi đó. Cái thằng này nó dính này nó dính này. Nó chạy ra dùm hót nước rồi đó. Chết mẹ rồi, tước cái này luôn. Tại gì? Nước của này luôn nè. Tại vì hót nước của kìa. Lúc đâu rồi nãy giờ cái vòng vòng chỗ đó hoài, chầm xích lại nãy tới xíu à. Thì cái là không đụng rồi sao, không đụng rồi sao rồi. Cái vòng vòng chỗ đó không à, cái chầm lại đây đâu. Cái giò luôn á trời, đặt lên. Còn. Đó cách đó khoảng chừng 5 tắc chứ nha. Tao chồm lại cho tao mò vòng vòng cái. Hai con quay đầu lên này. Nằm hai trang cục luôn. Cục như trâu luôn. Cái gì á? Đó rồi. Bẻ đầu hang rồi trời. Bẻ đâu rồi đó. Đâu có bẻ ra đâu. Không thể đâu, không cá đâu. Đừng cá đâu. Mày hỏi tao hỏi ai vậy đó, cái vợ tao gì nè. Cái miệng hang luôn. Ở đây, đây, đây nè, để ở đây nè. Để bên đó rồi, kiếm hướng đó rồi.
vô nó trắng về nó trâu. Về trâu thì nhầm trên về nó trâu. Vô đây rồi. Ăn cùng cái gì? Nè nó vô nó trắng cái hang ếch nghe trắng nó sụt nó trâu. Ám lại chạy vô. Cám chồng. Chắc cũng cả một. Hang cùng hả? Vô hang cùng. Con một. Con hả? Ba cái. Cỡ một. Cái này chừng nửa ký không mày. Cỡ. Ôi, trời ơi. Đốc mà. Kiếm tính lên kiếm tao luôn. Tính lên kiếm tao phụ. Nói chết vậy nó hốt rồi trời. Được gần 2 ký cúng mà thêm được con cá nhát nữa bạn. Con cá giật nữa đâu. Dạ, dạ, dạ. Giữa biển mà chưa được tắt nước nữa các bạn. Dạ, mênh mông luôn. Đến này cái vỏ này mà nó nổi phình nè. Nhưng mà cái chỗ đó thì nó cạn vậy đó. Nguyên cái dày nhau châu các bạn. Bơm quá về châu là cạo bánh bụng luôn. Muốn nổi lên luôn rồi. Không có miếng thịt châu à. Châu này bự luôn à. Con nhau châu á. Chị phụ em tôi sắp tới là lên rồi đó. Đây là lên rồi nè, đụng rồi. Nãy giờ rồi. Đây lên quá, dính cái vỏ rồi chảnh luôn rồi. Cúng chà bá nện luôn nè. Đó. Cúng à, bắt con cúng à. Bằng cúng bự ngay luôn á. Rồi núp dưới miếng dán rồi nè. Dán này dán cây sao nè. Mới đụng hang nữa bạn. Đụng hang có cá luôn à. Lại mới về châu có cá quá, có hang quá. Ừ. Một con cái cũng không lớn mấy vậy mà. Cỡ à. Cái hàng, cỡ con hàng gì đó nè. Lại đây, lại đó đi nè. Cá bự không bự. Hàng giật cái dầm đó. Nhỏ nhỏ lên mới đó đó đó. Chào đất quá đó. Đặt xuống rồi vậy. Chiều lại. Chiều hàng lại đó. Chào qua. Bỏ cá rồi chứ đi. Cái hàng nó phải tỏ dụng đó nên nó phải. Cái con này nó nhảy ghê ta. Đặt kỹ cho nó có thể không. Bây giờ tao học xuống cái này. Rồi đúng rồi. Vì hang này riêng nè. Có đá không? Có đường đá không? Không. Rồi vì hang này riêng nè. Còn hang nó riêng đó. Vô đường hang gặm đi. Vô bầy rồi, vô bầy rồi. Hang này riêng nè, hai hang lắm đó ta. Lấy cái dầm lại đặng đặng có gì chổi. Trời ơi, ăn cái phật ở đây gì trời. Này mò đó. Sát bên luôn. Sát bên cái đây đây luôn nè. Thôi giờ. Hai ăn chặn hai đậu chứ giữa không chặn. Lên tội. Duy mò đụng ngang bên đó. Đây có cá. Chết luôn. Đây đụng hang cá ngát nữa rồi. Anh em chặn vợt rồi. Không biết có không. Đập tới rồi nó có quẹo đâu không. Đó. Tình đơn hang này cũng bán chứ. Cái giờ cũng hả. Quẹo. Ừ, bởi vì có hang mà được. Thì ăn cắm hay là nghe? Cắm. Cắm xuống mình. Đây nè, chống phọc luôn trời. Rồi dậm tới đi. Đó, nước nó ấp ấp rồi. Đó. Gì vậy? Đó. Có không? Đạp nước, xịt nước. Có không nha. Đó.
hang này xa lắm chứ, 3 mét chứ. Hang chỗ qua anh đây nha mày. Đó, đúng kinh đó. Đúng chưa? Cung kinh đó, giật đó. Giật gì? Gì cung kinh đất. Cung kinh đất. Cung kinh đất. Chứ đất là cá quậy cung kinh này chơi trên vỏ trái đen cung kinh. Cái này nhờ gió nam nè, chúng tôi gió bắc thì sớm giờ là như cung như gió bắc, gió bắc là mấy đê chạy rồi hả? Đê chạy. Sao mà nó cắt nhà tường hoài, nhà đầu hoài đó. Vô phòng binh đó hả? Vô phòng kính hoài. Kính hoài. Quan trọng cái phòng kính đó đó. Chết rồi Thông ơi. Gì vậy? Bên đây nữa. Bên đây nữa. Đêm lắm vậy hả? Mò gần lại có đen luôn. Ăn lên nha ngang. Ăn ngang. Ngang qua như này. Đây cậu nằm nằm đây cậu. Cậu nằm đây. Nhưng mà nó có hang qua đây phải không? Có. Hang đây chắc hang cùng đó. Có nãy giờ nó giọt lên hang này. Hang đâu, hang ở đâu nè? Cái này không? Rồi buông. Còn cái nó lại cái giọt đâu. Thì đập cho nó trồi lên cái đó đi. Trời ơi, cái đồng binh. Đồng binh dịu khoan ha, khoan ấy. Cho đang đập bắt cái này trước đi. Rồi hôm qua bùng binh bên đây. Đập tới đi, đập tới cho nó lên giọt cái đang ơi. Tới đây cho nó lên giọt đi. Tới đây mà còn con bùng binh nữa không nổi. Không đụng chứ, bùng đang cắm. Bùng đang cắm thì không cá. Cá mở rồi. Còn hang đi tới không? Đi không? Rồi, hết rồi. Bùng lăn lứt trời. Anh chịu lên nữa mày. Hết rồi, anh kia đây, cho nó lên như vậy. Chịu lên nữa. Mày đâu đúng vậy chứ. Lên nha. Mày không lên tao lên à. Nói mày không lên tao lên à. Mày không lên tao lên à. Dặn dò nó chứ. Gì? Chỗ gì? Lên nè, chỗ lên này kỳ vậy. Chỗ nào? Cái nào quên nó nằm trên này nè. Nằm ngoài hả? Không có, nằm trên vợt, nó không chịu vô vợt. Cái gì? Mày hỏi tao hỏi ai? Nè. Nó chui, nó chui qua bên này mà nó không chịu vô á. Bởi vì nó ăn cá sao lên. Nè cái vợt nó bị xếp luôn rồi. Vợt nó bị xếp kìa, gai nó máng vô cái đó luôn kìa. Cái vợt tới đây. Đây là chuyện à. Cái chục cái phòng nước gì. Cái gai nó chổng ngược qua đây. Nó luôn. Rồi, để xong rồi đó. Cái này, nó dậy cái gắt xuống nước. Ăn cơm à? Ăn cơm. Ba em chiều làm, ba em ngon làm. Thôi thôi chiều em thu hoạch. Biển cúm nó, biển cúm nó chặt cái mỏ hết la được, hết dãy luôn. Hết la, hết dãy. Hang quẹo lấy nó gì nè. Đụng hang nữa bạn ơi. Nữa không? Ủa gì mà hang vậy nè. Vậy? Hang vậy nè. Vậy nè, đi thắng em nè. Đi con cá gì á. Con cá luôn hay gì á. Con cá là hang cùng. Còn không hình tỷ. Con cá là hang cùng á. Đi ngay ngay nè. Ngay hướng này luôn nè.
Nếu mà mày đụng được con cá là hăng cùng nó. Còn không thì nó chạy luôn rồi. Đục bình này. Dìm nhớ chú bộ này nó dầm. Cá bắt cá chứ đi. Ừ. Cá đây bắt cá chứ đi. Chưa. Cái này giống giống như đụng như đó, không phải đụng. Không biết phải nó không à. Thì đi hang này trước nha. Ơi, con cá nằm đây nè, bên đây nè. Cái miệng hang chưa? Chưa. Nó nhủ giò đây không trời. Gần tới rồi. Sắp lên này nha. Lên nó về. Con bung bây giật lên nè. Coi anh lên chưa? Lên nè. Lên này. Rồi chạy. Nhỏ. Cái cả cái. Đấy. Rồi rồi rồi, có cặp rồi. Có cặp rồi. Không. Tiền luôn. Nào dở lên nè, đây. Cá chín. Trời ơi, cá nhỏ mà có bụng trong bang rồi. Yêu sớm như mày. Nhỏ yêu sớm. Quý vị. Vậy là bên đây anh quá anh được rồi rồi đó anh được bên đây nó nằm đây rồi anh được bên đây mọi lớp sình ra được anh em ơi quá sâu rồi ôi anh nó quá nó hàng cắm xuống dưới rồi chị cái ra lên đi rồi tới anh được sáng giờ mới có một cặp nha nhưng mà con cá cũng nhỏ xíu thôi nhỏ ừ. Cái đực có không cái đực cỡ như đen gì cỡ đó này để lặn cái lên với lê thông tứ cũng như nhau hả mày chắc nặng cô đang được vài ký hả cao hai thằng cũng ngang ngửa nhau à xịt cho nên đó thằng 55 thì thằng 1m55 thì thằng 1m56 chạy chi bóp mày gãy gai luôn cỡ lớn lớn á cỡ anh canh đua thôi giờ sớm giờ mình bắt là cá đực sâu đất nè thấy không hết rồi trùng đây cá đổ ra chưa đi chưa trong bây giờ cá đổ ra luôn cái ra đổ cá rồi bấm cho nó ngọt ngọt á bẻ nó bầy nhầy nó cũng lụm được đó đó có như cái ngậm trên á thấy bầy nhầy đó bé ngót kìa ông ơi gõ gõ coi gõ gõ cho nó bể á quẹt vô cái rồi cũng đắng đắng lắm à ôi con cá cái bằng cá nhỏ hồi sáng không bắt cái gì ra chưa không buông rồi xong rồi trời cá chứ bao lao rồi chứ anh ca cái cá cái bà lớn này cái bụng trong bang cái cá bà lớn nó cái bụng bành kỳ rồi kìa yêu sớm quá trời trời vậy là con cá đực nó ở tù xiền luôn cá đực nó tù xiền quá yêu cá xíu trời xíu năm con ngon lành á à. Xíu mà bị dụ hết bụng rồi giờ mấy anh em chạy về đi đặt lú nha các bạn cũng sập tối rồi sớm giờ vòng vòng ở đây mò được gần 2 kg lô cúm với thục hang bắt được 5 cá ngát nha các bạn cá thì không được lớn nửa ký trở lại không à nhớ mà sụp mặt trời rồi mấy anh em về đang đặt lú nữa rồi giờ mấy anh em chuẩn bị giăng lưới nha các bạn nước chắc một chút nữa lớn chuẩn bị lớn nước bữa nay gồng dữ luôn bây giờ mình buộc một đầu lưới vô cột nhà nè mình giăng thẳng dưới đó luôn các bạn xuôi theo nước nha các bạn ngâm ở đó lưới này lưới neo nha chứ không phải lưới cá đối thì nó nổi lên trên lưới này thì nó chìm nhé nhưng mà nước này thì nó cũng nổi à nước này cạn quá nước lớn thì nó mới chìm xuống đáy mà
giăng tay lưới này xong cái mình đặt lú ở đây luôn. Trong bờ kè đó mấy lần trước mình đặt trong bờ kè, đặt lú trong bờ kè tôm dữ lắm, nhưng mà bữa nay nước rồng quá cạn luôn, nó chưa lớn á, chưa có đặt vô trong được, chưa chạy vô trong đó đặt được, đặt lú ngoài này luôn á. Cây này về cũng dần mớp luôn, ngon luôn. Rồi giờ mấy anh em chuẩn bị lồng giảm mấy con này, hấp mấy con cúng nha các bạn. Thì nãy mấy này cũng có đi dần lưới nè, đặt lú luôn rồi, đặt lú ở đây nè, đi dần lưới dài xuống luôn. Cái đó thì chắc để sáng thăm, bây giờ mấy anh em xử cái này, cái này để hấp mà đang chút làm xương xương nha các bạn. Rồi mấy con cúm mới hấp xong, chưa kịp ăn nữa, mấy chiếc gai xịt nó chạy quá chạy các bạn ơi, sợ nó cuốn vô cái lưới mình đó, cho nên mấy anh em đi cuốn lưới luôn nha các bạn. Tôm tích trắng không à? Mấy tôm tích giăng câu mới ngon. Ở trời mấy con cu li nó dính. Chơi con là lủng lỗ lưới à. Con nó bự ha, cái dầu bự rồi. Rồi ba gai luôn. Rồi, hết lưới các bạn ơi. Được mới ra cái dồ, còn cá ngát, cá đối, cu li nhiều. Rồi, anh em về tới chạy nha các bạn. Được, chắc cũng 2 ký cá. Cũng có cá bỏ thùng đá. Mời tiếp tục thăm lú. Này sáng đợi tới sáng cái là ba cá dồ dính dữ lắm à. Ừ. Quá trời ủa xịt luôn à. Để đi. Có ăn là được rồi, bảo toàn cái tay lớn. Vậy chắc ăn ha. Chắc ăn. Còn tay lưới rồi mai mốt phải có là dăng đi. Vậy sáng là cá không thấy đâu giờ không tìm ra lưới luôn. Rồi, mấy anh em ơi thăm lưới về xong rồi nha các bạn. Giờ chuẩn bị vô ngủ các bạn ơi. Cái thùng mình ngủ ngoài này có mấy chiếc xịt nó có chạy, mình gọi đèn các bạn, nó chạy nó ủi vô lú. Rồi sáng nay mấy anh em mới thức dọn dẹp đồ xuống ghe nha các bạn, chọn đồ xuống vỏ xong cái mấy anh em mới chạy đi thăm lú. Sáng có con cá ngát bầu bị ngủ rồi. Rồi mấy anh em cuốn lú nha các bạn. Cái bầu. Cái bầu với bạc. Ôi cái tép. Quá trời cu li ha.
tôm. Con tôm này mới đã nè. Đó. Nên tôm có câu cá. Ví dụ cho nó sình nó thấy nè. Giật giật. Tốt hả? Sát cái này có mai da ta. Được mình đặt trong bờ kè còn có nữa mà. Xích ra ngoài là có mực bầu luôn á. Con. Ừ. Hai con mà già. Hai con. Hai con bự nè. Bò dữ lắm à. Rồi cho tới vô thầy. Bỏ vô thùng đá luôn rồi. Hai Cái đó hết rồi phải không? Lấy một lưới, lấy một lưới. Đem đó lại đây đổ luôn thôi. Thôi. Lấy nửa thùng với ai vậy? Nửa thùng mà cu li nhiều. Ê. Rồi, dọn dài luôn nha các bạn. Bảy con sống. Sáu con bự, con cái ngát chích nhỏ. Giờ mấy anh em chạy vô cống nha các bạn. Cống nước chảy mạnh quá. Lái mới ăn.
trên lệch quá chừng 5 tấc nước kìa. Chạy quá chạy. Đây mấy anh em về tới nhà các bạn. Thành quả được một ít tép nè, đủ thứ cho các loại. Cái nếp nè, chiếc này không được nhiều. Có ba cu ly quá trời. Căng ngát, có mấy con bị ngủ rồi. Còn như cá sống nè. Cá đợt này mấy anh em xuống bắt cũng cá cũng không có lớn nha các bạn. 400g, 500g. Cá nhỏ mà. Mấy chuyến trước ký kiểu ngoài có, chuyến này không có cá lớn. Thục hang nào cũng cá nhỏ mà. Rồi xong hết. Đây, cu ly. Căng ngát. Cá đối. Cúng. Mấy con cá này thấy gì ngon lắm nha. Cái đục. Có hotel và hấp bại luôn. Đây là thành quả cá nhát của mấy anh em chuyến trải nghiệm 24 giờ. Cái phần 1 đầu tiên thì mình có ra cái phần thưởng để cho mấy anh em hăng hái các bạn, sung thêm cái khích lệ cho mấy anh em mò cá nhát. Thì clip đó vừa ra là mấy anh em bắt được một con cá ngát thì được thưởng 200k số tiền tài trợ của anh Phúc ở Mỹ. Thì anh Phúc có gửi tiền về để khích lệ cho mấy anh em đi săn bắt các bạn. Thì cái clip phần 1 thì mấy anh em mò được 6 con, đi thông được 3 con, tôi đang được 3 con, phần thưởng là 6 con là 1,2 triệu. Đây hai anh em mỗi người 3 con là được cả người 600k. Nhân đây anh Vinh đang cũng xin chân thành cảm ơn Phúc rất là nhiều nha, tài trợ cho anh em. Còn nữa còn tới còn 2,8 triệu làm quỹ nữa. Mai mốt có đi săn bắt gì thì tôi sẽ làm cái phần thưởng để cho anh em có động lực để làm nhé các bạn. Kiểu như anh Phúc cũng là ông làm cho động lực cho hai anh em để có tiền cho sữa cho hai đứa con nhỏ uống. Lần nữa xin cảm ơn cũng rất là nhiều nha. Chúc anh chị ngày mới nhiều sức khỏe nha. Bây giờ cá này mấy anh em chia ra ăn đi ha. 3 con. Tổng cộng chuyến này mình đi rồi được 11 con cá nhát phải không? 11 con, 12 con. 7 con với 5 12. 12 con mà mấy anh em ăn hết 2 con rồi. Còn 10 con với con nhỏ nó bị ngủ à. Thấy nó phình lên luôn, chắc nó chết rồi tối hôm qua. Mấy anh em bỏ. Còn nhiêu đây hả các bạn? Mới cá đối chuyến này có hơi tệ cá đối nha các bạn. Cá đối mấy anh em không có cá dần không có. Mở cung. Thôi video của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Nhân đây Phương cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi chuyến trải nghiệm 24 giờ của mấy anh em.